Bệnh tim mạch vốn là bệnh ở tuổi từ 50 cho đến 90, thì giờ đây 30 tuổi đã mắc rất nhiều. Nói về con số gia tăng của bệnh tim mạch, bệnh nhân mắc tim mạch đang tăng lên một cách khủng khiếp, mô hình bệnh tật thay đổi nhiều và nguy cơ tử vong do tim mạch là rất cao. Hiện nay, mỗi người đều rùng mình khi nghĩ về bệnh ung thư. Ung thư chỉ chiếm 18%, trong khi tim mạch chiếm tới 33% tử vong. Cứ 100 người chết thì có 33 người là do tim mạch. Chỉ riêng tại Viện Tim Mạch Quốc gia, số bệnh nhân đến khám có khoảng 700 cho đến 800 người một ngày. Một năm là hơn 100.000 lượt người đến thăm khám. Trong đó, tỷ lệ phải vào nội trú là khoảng từ 8 cho đến 10%. Trong số các bệnh về tim mạch, bệnh nhân bị bệnh nặng như nhồi máu cơ tim, bệnh phình vỡ động mạch chủ tăng lên một cách đáng kể. Nhiều bệnh nhân suy tim do tăng huyết áp, do các yếu tố nguy cơ gây ra tim mạch đó là đái tháo đường, chế độ ăn không hợp lý, rối loạn mỡ máu, rối loạn lipid máu, ít vận động thể lực, hút thuốc và bị stress kéo dài, làm tăng huyết áp. Tăng huyết áp vừa là bệnh lý, vừa là yếu tố nguy cơ của các bệnh về tim mạch. Độ tuổi mắc tim mạch thường là từ 50 cho đến 90 tuổi. Nhưng hiện nay, có rất nhiều bệnh nhân trẻ ở độ tuổi sung sức từ 30 cho đến 35 cũng mắc phải các bệnh lý về huyết áp, tim mạch và thậm chí là không ít trong số đó tử vong do nhồi máu cơ tim. So với nữ giới, nam giới ở độ tuổi lao động mắc bệnh huyết áp, tim mạch chiếm số lượng áp đảo. Có tới 57,2% dân số trưởng thành ăn thiếu rau hoặc trái cây so với khuyến cáo của WHO là 400g một ngày, và tỷ lệ này cao hơn ở nam giới so với nữ giới. Việc ăn mặn cũng góp phần làm gia tăng bệnh tim mạch. Trung bình một người Việt Nam tiêu thụ khoảng 9,4g muối trong một ngày, cao gần gấp đôi so với khuyến cáo của WHO là dưới 5g muối trên một ngày cho một người. Lười vận động cũng là nguyên nhân của bệnh tim mạch. Chúng ta có gần 1/3 dân số thiếu hoạt động thể lực so với khuyến cáo của WHO, hoạt động thể lực ít nhất là 150 phút một tuần. Tỷ lệ này ở nam chỉ là 20,2%, thấp hơn so với nữ hiện là 35,7%. Trong khi ăn nhiều chất dinh dưỡng lại ít vận động, dẫn đến tình trạng béo phì, kẻ thù của bệnh tim mạch. Có tới 15,6% số người Việt Nam bị thừa cân béo phì, và bệnh này không có sự khác biệt giữa nam và nữ, ở thành thị cao hơn nông thôn. Tỷ lệ thừa cân, béo phì đang có xu hướng tăng nhanh. Một trong những yếu tố gây ra các bệnh tim mạch, nhồi máu cơ tim, vỡ, phình, động mạch, đó là bệnh lý tăng huyết áp. Tại Việt Nam, có tới 12 triệu người mắc cao huyết áp, và 60% bệnh nhân tăng huyết áp không phát hiện ra bệnh. 80% bệnh nhân tăng huyết áp chưa được điều trị. Điều này khiến cho bệnh tim mạch ngày càng gia tăng. Để phòng ngừa bệnh tim mạch, theo các chuyên gia, chúng ta nên phòng ngừa hiệu quả ngay từ hôm nay nhờ lối sống lành mạnh. 1. Chế độ ăn hợp lý, dưới 5g muối một ngày. Tăng cường ăn rau xanh, hoa quả tươi. Hạn chế thức ăn có nhiều cholesterol và axit béo no, đảm bảo đủ kali và các yếu tố vi lượng trong khẩu phần ăn hàng ngày. 2. Duy trì cân nặng hợp lý và cố gắng duy trì vòng bụng dưới 90cm ở nam giới và dưới 80cm ở nữ giới. 3. Không hút thuốc lá hoặc thuốc lào, hạn chế bia rượu. 4. Tăng cường hoạt động thể lực ít nhất 30 phút mỗi ngày. 5. Tránh các lo âu căng thẳng và nghỉ ngơi hợp lý. 6. Người trưởng thành cần thường xuyên đo kiểm tra huyết áp để phát hiện sớm bệnh tăng huyết áp. Người bị bệnh tăng huyết áp, bên cạnh áp dụng các biện pháp tích cực thay đổi lối sống như trên, cần được theo dõi, quản lý bệnh lâu dài và tuân thủ điều trị theo hướng dẫn của thầy thuốc.